Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay hai anh em ở bên Nhật Bản về đang đi nhặt điều anh em ạ. Điều ở đây Bình Phước ấy, hai anh em. Hai anh em ở Nhật Bản về luôn. Cái vườn này là gần 2 hectare anh em ạ. Ngày nào cứ nhặt điều như thế này đây. Một cân điều ở đây là 25,5 nghìn đồng. Gần 26.000 anh em. Hôm nay là mình lần đầu tiên đi nhặt điều và học được rất là nhiều cái về điều luôn. Hồi giờ mình không có biết người ta tái chế điều như thế nào anh em á, rất là hay luôn. Leo mấy quả đồi đuổi luôn anh em ạ. Đuổi. Ở đây nó bằng phẳng nhá, nhưng mà lúc mới đầu tiên hai anh em đi nhặt đấy là phải nhặt ở phía dưới ấy. Ở dưới cái chỗ mà nó thảm lắm. Vậy kia kìa. Ai chà. Thôi bây giờ về thôi. 20 ký. Xin chào, xin chào.